thuê một quý tử nữa kìa. Đến văn phòng chúc thầy Hiển nhiều sức khỏe rồi chúc thầy luôn luôn tỏa sáng như những vì sao ạ. Rồi em mua bánh của những vì sao, bởi vì mỗi lần em nhìn vào mắt anh ấy thì nó lấp lánh như vậy. Chúc thầy thêm một tuổi mới, ngày ngày đẹp trai hơn, ngày ngày giàu hơn, học viên hơn, xe nhiều hơn và chúng mình có thêm một đứa em mới nữa. Chúc con nhiều sức khỏe, long thể luôn luôn ổn định và và đạt được nhiều thành công và nhiều hạnh phúc trong cuộc sống. Cảm ơn bạn long tính luôn. Cảm ơn mọi người. Nói chung là đây là điều ước mà thầy Hiển ước ha. Thầy sẽ nói luôn là thầy ước cho tất cả mọi người sẽ thành công hơn trong công việc, để gắn bó cùng nhau ở KTA nhiều hơn, và thầy chúc cho tất cả các bạn sẽ ngày càng dễ đẹp hơn, những điều tốt nhất dành cho mọi người nha. Oh!